Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Mạnh Cường, 38 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan điều tra, vốn là nhân viên đại diện của hãng hàng không Macau tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, đối tượng Cường đã lợi dụng vị trí công việc của mình để có hành vi gian dối với một vị khách quốc tịch Trung Quốc nhằm chiếm đoạt số tiền người này. Cụ thể, ngày 25 tháng 1, ông Rong Kaibo và ông Wang Zijian là thành viên của Hiệp hội CC Trích Giang nhập cảnh vào Việt Nam đến Đà Nẵng thu mua khẩu trang y tế. Khi có được 100.000 cái khẩu trang, ông Rong Kaibo đến làm việc với Cường để chuyển số hàng trên về nước. Nắm bắt nhu cầu này, Cường nói dối là có nguồn bán 75.000 cái khẩu trang y tế và được ông Rong Kaibo đồng ý mua ngay, chuyển khoản luôn số tiền 70.000 tệ vào tài khoản mà Cường cung cấp. Đến ngày về nước, ông Rong Kaibo yêu cầu Cường mang hàng đến thì Cường thoái thác với lý do hàng bị thất lạc và không chịu trách nhiệm. Đến lúc bị phát hiện, Cường đã chiếm đoạt số tiền hơn 600 tỷ đồng và 42 thùng khẩu trang y tế. Số tiền chiếm đoạt được, Cường dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.